Hello, cả nhà. Đi chăm bộ đội, đi chăm bộ đội. Chăm bộ đội gì món độc lạ. Đúng là độc lạ. À, món độc lạ, ông Trâm. Ông Trâm mới nói là Bình Dương. Có đường Bình Dương luôn nghe hiếu. Bữa mẹ mua nửa cái đường nó đề đường Bình Dương luôn á. Rồi, chú bộ đội ăn đi, chú bộ đội ơi. À, sao bệnh hoài vậy trời? Trời, nhìn cái tô chú bộ đội đã không? Bánh canh bột bán nha cả nhà. Ăn lạ, ăn thử coi. Có nhức nách không? Ngon, hôm bữa mẹ ăn rồi. Giấy nè, lót với tay nè. Đây nè, lót cái tay cho nó dày nè. Bưng thôi. À, chú bộ đội ăn bánh canh bột lọc, thử xem sao. À quên, bột bán, lộn lộn. Ngon đúng không? Ngon mà. Nó lạ lạ nó ngon đúng không? Trời ơi, bữa đầu mẹ ăn quất hai, mẹ ăn hai tô. Anh hai, ủa cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Lạ không? Rồi, chăm thử rồi chăm. Để cái tô chăm nó trắng phíu rồi chăm. Hành, hành rồi vô cho nó nhiều nhiều vô. À, bột bán ngon chăm. Ngon ha. Sao lắc đầu? Ăn rồi, ăn lần thứ hai rồi mà hợp với mệt gì nữa. Sao mà thấy nó giống chè. Thì đúng rồi. Là lạ. Rồi. Ăn bỏ ớt vào nó mới nhức nách nè. Trời ơi ngon không? Ăn rất ngon.